Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Đúng rồi, tức là con nào bung bự này, rồi cái râu trên này nó ngắn này, cái râu nhỏ này. Đó, nó ngắn thì nó sẽ là mái. Con này cũng đột biến này. Thì cái râu trên nó sẽ dài hơn. Đúng rồi, tức là con tép con sẽ chui từ trong bụng nó chui ra. Ôi. Này mới đẻ chắc 2-3 ngày thôi. Cái này chắc cũng lên màu rồi. Đúng rồi, này cũng lên màu rồi. Cũng có tuổi đời rồi. Nói chung là cứ ghé bên em là sẽ nhìn thấy từ tép mới đẻ cho tới tép lớn và tép sa trung đều có hết. Và mình lựa chọn nó là những con chân nó full đỏ này, xứ nó trắng nó dày này. Đó là những cái giá trị thôi. Và cũng em cũng sâu hết mà, chẳng có gì để giấu đâu. Đúng rồi. Tại vì kiến thức của em chia sẻ lên trước giờ là vậy. Đó, cái củ nó sẽ như thế này. Ồ, giống củ wasabi quá ta. Củ này nó sẽ đẻ con ở cái góc dưới của nó. Thì nó cái lưới của nó rất là cứng này. Thì khi anh vợt con tép vào đó thì nó sẽ giữ định hình con tép ở trong này. Cái gì con tép lẩu Thái nữa sao có tên đọc như người ta. À, cái tên này là do bên em đặt ha. Nó là bên em sáng lập đó. Bây giờ em thấy nhiều shop cũng bán theo vậy đó. À, cái này là do em nghĩ ra luôn. Dạ đúng rồi. Hay quá. Tại vì hồ tép là cực kỳ tối kỵ là thọc tay vào. Đúng rồi. Tại vì không biết tay mình có cái gì hết. Đúng. Thì mai mốt anh xài lâu á thì nó sẽ ăn sạch sẽ cái này luôn đó. Ăn còn có chút xíu à. Này con tép đang bu quăng luôn rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Đó đang bu quăng luôn rồi đó. Hello, mình là Nam Ngô đây. Ok các bạn, tiếp tục sẽ khám phá cái không gian của tép màu quận 3 ha. Đồng hành là Duy sẽ chia sẻ cho mình. Ok em ơi. Hồi nãy cái nói chung cái clip trước anh em mình đã gọi là trò chuyện với nhau dành cho anh em newbie. Dạ. Muốn tham gia vô cái này. Dạ. Thì cái gọi là cái em thì một người chơi lâu rồi thì chơi lâu nó sẽ phát sinh ra nhiều cái ý tưởng cũng như là cái mong muốn đó này nọ thì em có thể kể cho mọi người nghe cái gọi là cái mong muốn của em về cái ngành này hoặc là cái định hướng tiếp theo mà em muốn chinh phục không? Thì nói đến từ chinh phục á mà để mà nó phù hợp với em cách đây khoảng tầm 2 năm thôi. Tức là lúc đó cái thời điểm mà tép cảnh nó đang rộ lên á là bắt đầu rộ lên rồi. Lúc đấy là em muốn gọi là có thật là nhiều dòng. Tức là mình phải có đến trên đầu ngón tay là mình phải nhiều hơn 10 ngón tay này. Là các mã hàng để cho phục vụ cho khách, nhưng mà lúc đấy em không có làm được. Tại vì lúc đấy là không có kinh phí. Vì nhập khó khăn á, chất lượng nó không có đảm bảo nên em không có nhập được. Đó nên lúc đấy là mình muốn là nó lan tỏa nhiều hơn nữa. Giống như bây giờ cũng vậy thôi. Là em làm nhiều cách để mà người ta tiếp cận được tới cái dòng tép cảnh này. Với cả đó là mình cố gắng mình sẽ nhập thật là nhiều dòng này. Rồi cũng làm kênh YouTube luôn. Đó là cũng hướng dẫn cho mọi người này. Rồi cách làm sao để giữ con tép với mình trước. Sau đó để người ta mới có cái hứng thú để người ta nuôi nó sinh sản. Đó là cái mà... Hay em phát triển một cái kênh YouTube để hướng dẫn cho anh em chơi, chia sẻ đâu. Anh cũng hay làm kênh giống vậy. Có nghĩa là cái có người ta rất là thích nhưng mà không có điều kiện nuôi. Thì người ta giống như là chơi chung với mình luôn, có gì mới là mình chia sẻ hoặc là những cái suy nghĩ của mình có thể đúng có thể sai nhưng mà cùng nhau gọi là khám phá luôn. Rất là hay. Em còn có vấn đề lai tạo về tép á, nó có cái gì khó khăn không ta? Lai tạo á thì nó cần cái đầu tiên đó là anh phải dưỡng con tép nó đẻ được trước đã. Đúng rồi. Tức là mình phải yêu cầu về kỹ thuật nuôi này, về thông số này, rồi cách nuôi hiệu quả trước đã. Sau đó mình mới hướng tới lai tạo. Tức là đối với dòng tép ong á là anh muốn sinh sản tốt thì anh phải chơi tỷ lệ vàng. Nó không như các dòng cá là anh sẽ tính theo cặp đúng không, nhưng mà đây thì không, đây nó sẽ là tỷ lệ vàng. Tỷ lệ vàng tức là tỷ lệ đạt được cái điểm mà ổn định mà đẻ hiệu quả nhất á. Là nó khoảng tầm từ 7 đực cho tới ba đực cho tới 7 mái. Hoặc là 2 đực 8 mái. Đó là những tỷ lệ vàng để cho là nó đẻ hiệu quả hơn. Tức lý do tại sao là mình phải theo tỷ lệ vàng, tức là theo quá trình em nuôi nha, thì những cái hồ nào á mà nhiều đực quá đạp á, mái nó sẽ bị nhiều con đực quá đạp á, nó sẽ bị rụng râu. Nó đường đường nó sẽ chết dần. Với cả cái lượng tinh trùng á nó không có đồng đều á thì con tép của anh, con tép mái á, nó dễ bị xả trứng lắm. Tức một thời gian cái là trứng nó hư nó bỏ, lộc nó bỏ. Hoặc cái thứ hai đó là môi trường không ổn định nhá, thì nó thay đổi đột ngột như nào đó nó cũng bỏ trứng nữa. Thì đó là những cái yếu tố tại sao mình phải nuôi theo một cái tỷ lệ vàng riêng. Nãy em nói tỷ lệ vàng là bao nhiêu anh nói chậm chậm lại cho mọi người cùng nghe. Là ba đực, ba đực 7 mái. 7 mái. Hoặc là 2 đực 8 mái. 3 đực mà 7 mái mà 2 đực lại 8 mái. Đúng rồi, đó là những cái tỷ lệ mà xem nhau á. Anh tưởng ví dụ như 2 đực phải là ít mái lại này, 2 đực lại nhiều hơn là 3 đực. Dạ đúng rồi. Tức là con này nó không cần nhiều đực.
nhiều đực quá nó đạp là sẽ dễ bị rung râu đó. Thì tất nhiên là trước khi mà các bạn muốn lai tạo cái gì cũng vậy, đầu tiên bạn phải hiểu cái con bét đó sống như thế nào, phải chăm sóc cho nó tốt trước cái đã, và tạo cái môi trường sống cho nó rồi sinh sản là tốt cái đã, thì cái lai tạo nó là một cái level cao, có nghĩa là mình sáng tạo ra một cái dòng mới đó, hoặc là này nọ thì mình phải nó ở cái chuẩn cao. Cái chuẩn thấp nhất là ở clip trước, ai chưa coi biết cách chăm sóc tép thì có thể xem lại ha. Đầu tiên phải hiểu về nó, chăm sóc cho nó tốt cái đã. Em cái trong vấn đề lai tạo á thì có những cái dòng bét nó là gen trội gen lặn, có những dòng á là nó thuộc dạng về local, có nghĩa là vùng này nó màu này vùng này màu kia, nó không có trội với lặn. Thì đối với con tép của mình á thì nó là ở cái trạng nào, tức là nó cũng là thuộc dạng gen trội với gen lặn luôn. Chẳng hạn như là trong một cái hồ Galaxy đây chẳng hạn này, thì em nuôi là cũng gen này thì cũng khá là lâu rồi, cũng khoảng tầm em bắt về đây chắc cũng 2 năm rồi, tầm 1 năm mấy 2 năm em bắt đầu em chơi. Thì những cái hồ này em sẽ gầy đi từ từ này, nhưng mà nó sẽ xuất hiện một con đột biến, tức là ra cái con Yellow Galaxy Fitborn Snowflake. Nhưng mà bây giờ nó đang bị nó có bầu xong cái màu nó sẽ hơi sậm lại, chứ bình thường nó sẽ màu vàng. Thì nó sẽ ra một những cái con nó đột biến như vậy. Thì giá thị trường bây giờ hình như sai thương mại là các shop đang bán ở bên Đài là 1,5 triệu hay 2 triệu một con đó, hình như là em nhớ là tầm đó. Còn, nhưng mà em chơi thì em không có bán, tại đang ra một con rất là đẹp như thế này thì em giữ lại em chơi. Có nghĩa là em giữ lại xong rồi em dùng nó, rồi em ví dụ em kiếm được một con khác nó cũng giống vậy thì em cho lai tạo nha. Dạ đúng rồi, sẽ cho hai con nó nhân giống lên. Nó có cái tính di truyền không ta, dính di truyền nó cao không? Dạ có anh. Nếu như mà anh nuôi nhiều đời anh lặp lại thì nó sẽ chính là một cái gen thuần của dòng đó luôn. Ví dụ như giờ em có một con này rồi, em kiếm đi được một con nữa. Lát mới phải hỏi mấy vụ này. Thì khi mà em phối với nhau là 100% nó sẽ ra giống cha mẹ luôn, hay là nó có một cái tỷ lệ nào đó? Dạ, tức là anh phải nuôi qua nhiều đời. Tép ong là vậy, nên nhiều khi những cái hồ Red Galaxy của em á, em khẳng định 100% không bao giờ ra đen được nữa. Tại vì em nuôi quá lâu rồi và cái nguồn gen nó cực kỳ ổn rồi, thì lúc đấy á, là mình khẳng định được nó sẽ là chỉ màu đỏ thôi. Có nghĩa là em đẻ ra nhiều đời và em sẽ không thấy con màu đen ở trong đó nữa. Đúng rồi. Mình có thể cam kết với khách là không có màu đen. Đúng rồi, nó là pure đó, nên mình nuôi đẻ được nó ra thì mình nói chuyện nó dễ lắm. Đó, đúng rồi. Rồi trong vấn đề mà mình lai chéo, mình lai chéo thì nó có được gọi là khuyến khích ở trong cái nuôi tép không? Dạ có anh. Đấy là đối với những người mà người ta muốn chinh phục quá, người ta muốn tạo ra một cái dòng mới, thì người ta có thể lai thử con này ra con gì, rồi mấy con này nó sẽ ra con gì, nó sẽ ra những cái kiểu hình nó đúng cái gu người ta thích thì người ta giữ lại. Thì nó ra nhiều con như vậy nữa thì người ta có thể nuôi chung với nhau, rồi nó thuần như thế này thế kia đó. Đó là tùy mục đích của mỗi người. Nhưng mà đa số ở Việt Nam mình là nhân giống thôi, chứ không có lai tạo, không có làm chuyên nghiệp được như bên Đài Loan. Nhân giống là sao bạn? Nhân giống là ví dụ như con Red Santa này cho phối với Red Santa để đẻ bầy con Red Santa, có nghĩa là mình nhân giống thôi, mình tăng số lượng lên. Còn lai chéo là sao? Chúng ta sẽ kết hợp một cái dòng này với một cái dòng khác để lấy cái dòng con lai hybrid để cho nó có những cái yếu tố lạ mắt, đặc điểm đó là mình gọi là mình trải nghiệm thử ha. Thì có thể nó sẽ ra con xấu, cũng có thể nó sẽ ra con đẹp, thì lúc đó chúng ta sẽ chọn lọc ha. Rồi ok, sẵn tới tới thì em ơi, làm sao phân biệt được được cái ta, chống mái? Nói đến chống mái á, thì mình phải nhìn vào cái kiểu hình của nó. Tức là nó sẽ có cái râu giới tính của nó anh ha. Có râu giới tính. Dạ đúng rồi. Thì cái râu giới tính sẽ là chính là cái râu cái này chắc anh phải xài len đó, tại vì nó sẽ rất là nhỏ. Em sẽ lấy cái này em chọi thôi anh ha. Đây, nó sẽ có con đực này, nhìn nó sẽ rõ hơn ha. Đây, lấy cái con nào nhìn nó rõ hơn, nó bự, sai nó bự hơn. Đây, cái râu trên này là cái râu ngắn này anh ha. Cái râu này chính là cái râu giới tính của nó. Cái râu này nó ngắn bằng 1/3 thân đấy, thì nó sẽ là mái. Đúng rồi, tức là con nào bụng bự này, rồi cái râu trên này này, nó ngắn là cái râu nhỏ này. Đó, nó ngắn thì nó sẽ là mái. Còn mấy con đực thì nó sẽ dài hơn. Con đực thì nó sẽ dài bằng 1/3, bằng 2/3 thân như con này. Đấy, cái bụng nó sẽ vảnh lên này. Rồi để cho ra ngoài. Con này thì cũng đột biến. Lành à.
Nó lành, nó bún, nó khỏe, chứng tỏ là nó khỏe, nó mạnh á, môi trường nước tốt á các bạn, nó mới lành vậy á. Rồi đây, con này là con tím ha, dòng này cũng đột biến này. Thì cái râu trên nó sẽ dài hơn, cái bụng nó nhỏ này, nó vảnh lên. Đó thì nó sẽ là con trống ha. Có nghĩa là trên con tôm nó sẽ có 4 cái sợi râu. Dạ không, nó tới 3 bộ phận riêng. Tức là nó sẽ bao gồm râu giới tính này, rồi râu tìm kiếm thức ăn này. Rồi cái râu bên trên là dạng như là giò. em đọc nước ngoài thì nó là một cái dạng râu như kiểu là sao ta? Radar hả? Giò đường hả? Thế đúng rồi, một cái là cái để ăn này, một cái là giới tính, còn cái dài kia là em không biết nó là cái gì. Nhưng mà chỉ biết hai cái đó thôi. Một khi nó đã tìm kiếm thức ăn, tức là nó cái râu của nó bị rụng á thì nó sẽ chết, nó không kiếm ăn được. Nó sẽ chết. Nên là bị rụng râu đó. Cái thứ hai nó là râu giới tính, là cái râu ngắn này ở trên đầu mà ngắn là râu giới tính. Ở đó nó mình thấy có hai cái râu nó cong gì nữa kìa. Dạ, có rồi. Cái râu nó cong xuôi vậy. Còn một cái râu dài nữa thì đó là con nào nó cũng như nhau thôi. Dạ. Còn cái râu giới tính là cái râu trên đó. Là cái râu ngắn hơn cái râu dài này. Nó cũng nằm trên đầu này. Nó dài á thì nó sẽ là đực. Dài bằng 2/3 thân là đực. Còn ngắn bằng 1/3 thân là mái. Cái cả nhìn vô cái bụng của nó nữa. Như em giờ em nhìn rí em quen, em nhìn vô cái này em biết liền đúng không? Dạ đúng rồi, nhìn thoáng qua là thấy. Chuyên nghiệp mà. Thì cái này khoảng chừng từ con tép bột á cho tới nuôi khoảng bao lâu rồi, ở đầu nó vô tới tuổi sinh sản ta? Từ tép bột là tính từ size 0.3 anh ha. Là 0.3 mà lên tới 1.2 để bán được á thì mất khoảng tầm gần 2 tháng. Xong từ size bán là 1.2 á lên tới 1.4, tức là từ 0.8 tới 1.2 này, lên tới 1.4 là cái size đột ra để biến thành một đực hay là mái đó. Thì nó rơi khoảng tầm 1 tháng mấy, gần 2 tháng nữa. Thì mất chu kỳ khoảng tầm 4 đến 5 tháng bắt đầu mới lên được size sinh sản. Lúc đấy bắt đầu ôm trứng thêm 3 tuần nữa. Đấy em đang nói là cái chu kỳ mà nó mượt luôn ấy nha. Tiêu chuẩn á, gọi là mượt mà đó, không mượt, có bị sượng gì. Nếu mà mượt mà thì khoảng tầm từ 4 cho tới 6 tháng. Thậm chí 7 tháng, đó là từ size bột lên. Thì nó mất nửa năm của mình nhá. Nãy anh nghe em nói là từ con tép bột là lúc đó nó chưa có phân biệt cái giới tính hả? Dạ đúng nó rồi. Phải úp size lên. Dạ đúng rồi. Úp coi như một lần lột vỏ là nó sẽ ở đầu nó sẽ phân biệt cái giới tính. Đúng rồi. Tức là tép ong này á, hoặc là tất cả các dòng tép luôn là đều đặc biệt là người ta gọi là size thương mại, là size chưa phân biệt được giới tính. Tức là từ 0.8 tới 1.2 là cái size đó mình không nhìn ra được, con nào nó cũng như nhau thôi. Nhưng mà khi lên tới 1.4, 1.5 cm nó lột ra một cái thì lúc đấy mình mới nhìn rõ được nó là trống hay mái. Và lúc đó cũng là lúc nó đi ôm trứng rồi. Một lần nó ôm trứng cái lần đầu tiên là cái cách giao phối nó như thế nào ta? Giao phối thì thường là con đực nó sẽ đạp con mái, nó sẽ trèo lên đầu nó đạp á. Trèo lên đầu. Đúng rồi. Trèo lên đầu nó đạp xong nó nhả là nó ngày hôm sau nó sẽ ôm trứng liền. Sao ôm trứng liền? Đúng rồi, hôm nay đạp là ngày mai là thấy trứng chuyển từ đầu xuống bụng rồi đó. Ồ có nghĩa là nó phối là nó phối ngay cái đầu hả? Đúng rồi, nó bu lên trên đầu á, nó đạp á. Đạp xong là trứng mới truyền từ đầu xuống bụng. Đúng rồi, tức là đạp. Cái yên trứng của nó nằm ngay ở gáy nè, sau đầu của nó. Là ngày hôm sau á là sẽ thấy tự nhiên bụng trứng truyền xuống dưới này. Lên trên đầu nó sẽ là cái yên trứng. Rồi con cái sẽ ôm trứng trong vòng bao lâu? Trong từ 2 tới 3 tuần, 3 tuần hoặc 4 tuần. 4 tuần. Là sớm thì 2 tuần. Là nở ra con tép con luôn. Đúng rồi, tức là con tép con sẽ chui từ trong bụng nó chui ra. Ôi. Tức là trứng của nó sẽ có, khi mà sắp nở nó sẽ có mắt nha. Anh soi mắt rồi anh sẽ thấy mấy con tép con nó có mắt ở trong. Nó trong trong á, nó có mắt ở trong, xong bắt đầu là khoảng tầm mấy ngày sau là bắt đầu nó chui ra, nó chui vào trong trong cái lùm á, sau đó nó đậu trong đó, nó sẽ đạp này cho nó tạo oxy cho trứng của nó nở. Đó, anh cứ thấy nó đạp trứng á, đó là nó đang đạp tạo oxy á để cho tép con nó sống trong đó. Và nó sẽ chui ra ngoài, nó bơi ra ngoài. Em có quay được cái quá trình đó, con nó chạy ra ngoài không? Ngày xưa em có, nhưng mà lúc đấy là nói thật là không có tiền để mua điện thoại xịn. Nó hơi chất lượng không được mịn ha. Ông nhưng mà cái đó là chỉ có những người nuôi đẻ người ta mới nhìn được ra những cái đó thôi, chứ còn không có một, em thấy là chưa có một ai lý thuyết nào mình nói được những cái đó đâu về cái đó. Hay quá, làm kênh YouTube quay cho mọi người coi này. Em rồi con tép nó mới đẻ ra chắc nó như cái hạt bụi xíu mà. Dạ đúng rồi, lúc đấy nó chỉ có hai con mắt thôi. Hai con mắt thôi. Đúng rồi, nhìn nó trong suốt luôn, nó như con sứa vậy á, cực kỳ nhỏ. Nó chưa có màu đâu. Mất khoảng tầm một tuần sau bắt đầu nó mới lên màu. Đây giống như mấy con tép bột này. Nó là siêu nhỏ, cái loại này mới đẻ chắc đây này, mới đẻ nó sẽ như thế này, nó rơi cái này chắc mấy ngày rồi nè. Đúng rồi. Tép bột đó. Này mới đẻ chắc 2-3 ngày thôi. Cái này chắc cũng lên màu rồi. Đúng rồi. Này cũng lên màu rồi, này cũng trọng trọng rồi, cũng
cũng có tuổi đời. Nói chung là cứ ghé bên em là sẽ nhìn thấy từ tép mới đẻ cho tới tép lớn và tép sa chung đều có hết. Là những cái hồ mà sinh sản là em cũng nuôi vậy thôi đúng không? Dạ đúng ạ. Để cho khách người ta biết rõ nguồn gen là bố mẹ từ đâu và chất lượng sứ của cái con tép đó là như thế nào, có chất lượng hay không, để người ta bắt đầu tiến hành là mua những con đó về gầy tiếp. Đó, người ta có sự lựa chọn ở trong đó. Và con tép cha mẹ thì nó cũng đâu có ăn mấy con tép con. Dạ đúng rồi. Ăn trừ khi là con tép nó chết thôi, nó sẽ ăn. Chết thì nó mới ăn. Dạ đúng. Còn rồi. Sống thì nó không có tấn công. Dạ đúng rồi. Chết thì nó lành lắm. Quá hay luôn. Coi như là một cái chu trì, hồi nãy em nói là mất khoảng 6 tháng là nó sẽ tới cái sai sinh sản. Dạ đúng rồi. Rồi con coi như là từ con nhỏ mà lên tới cỡ sai thương mại là thêm khoảng 2 tháng nữa. Đúng rồi. Rồi từ cái sai thương mại đó mà thêm 2 tháng nữa là tới sai sinh sản. Đúng rồi, là mất gần 1 năm. Năm, coi như 10 tháng. 10 tháng. Hay quá. Như cây này là chầu bà hay chầu bà dưới nước hả? Đúng rồi, cái này là chầu Iwazu 2009. Nó là từ Nam Mỹ anh ha. 2009 hả? Nó có tên, có số tên đó. Dạ. Nó là dòng hút nitrat cực kỳ mạnh. Nó trao đổi, nó hút nitrat hầu như là cân bằng đó. Nó nổi tiếng là cái đó. Nên người ta trồng trong tép nhiều lắm. Hiện giờ cái quốc gia nào là mạnh nhất về cái dòng tép kiển này? Tép kiển vì chỉ có Đài Loan thôi. Đài Loan. Đài Loan là cái nôi của ngành tép mà. Nhưng mà phát triển Việt Nam mình cũng phát triển chứ. Việt Nam mình là cực kỳ gọi là nhiều người chơi á. Mà chịu đầu tư này, rồi nuôi tìm hiểu pro nhiều người lắm. Nói chung là ai cũng có quá trình cả thôi, nhưng mà ai học hỏi được ít hơn hay nhiều hơn thôi. Nhưng mà em nghĩ ở Việt Nam mình có khi nhiều người còn nuôi giỏi hơn ở bên đó nữa. Đúng. Cái này anh công nhận. Không phải là mèo khen mèo dài đuôi, nhưng mà Việt Nam rất là thông minh các bạn. Nghĩa là có thể quan sát rồi học hỏi, thậm chí là không cần học nữa, quan sát thôi là có thể có những cái công thức riêng cho mình đó, và phát triển rất là tốt luôn. Thiếu là thiếu cái tính gọi là đoàn kết rồi này nọ. Chứ nhưng mà cái sự sáng dạ thì rất là sáng dạ, cái này anh đồng ý. Rất là hay. Tính hỏi gì nữa quên. Nhiều cái để hỏi quá. Hồi nãy em nói anh tính hỏi là ở trong trong cái cộng đồng tép cảnh của mình á, thì em biết có ai mà gọi là xịn, chơi xịn, đầu tư những cái hồ khủng rồi những con tép đẹp đẹp đồ này nọ. Tại vì thật sự mà nói là đây là một cái shop. Thì anh muốn tìm ai mà có thể chia sẻ tới, anh sẽ quay clip về cái hồ hoành tráng như thế này, nhìn vô cho nó đã bắt mắt rồi kiểu dạng vậy. Em có ai giới thiệu giùm anh không? Dạ, tại vì tép này á, thì người ta chơi á, anh thấy ở Việt Nam mình đa số là người ta không có chơi theo kiểu dạng hồ cá thủy sinh hay cá biển. Người ta cũng nuôi như thế này thôi. Đó, nên sẽ không có những cái hồ lớn hay là sâu xịn này kia đâu. Tại vì tép nó bị giới hạn là nó còn cái thuốc xịt mũi á, nó dính cái đó là nó sẽ chết hết nha. Nên đó là cái lý do tại sao mà hồ tép người ta phải làm cho một môi trường kín. Với cả người ta không sâu ra ngoài hỗ trợ nhiều đâu. Tại ra đó thì nhỡ có người xịt mũi là nó sẽ chết hết. Nên bởi vậy là những người chơi tép mà lâu năm, những hồ giá trị cao người ta sẽ ẩn mình. Người ta chơi một mình người ta thôi. Còn những, chỉ có những người nuôi thương mại đẻ ra như em ở đây thì mới dám sâu ở đây thôi. Tại vì em dám chịu rủi ro mà. Nên người ta dám chơi thì mình cũng dám chơi thôi. Nói chung là nó rất là nhạy cảm, mấy cái thuốc xịt mũi là chỉ cần nghe cái hương hơi, cái mùi thôi là đi bụi hết rồi. Dạ đúng rồi. Rất là khó ha các bạn ha. Thế cả kiếm được một cái shop mà tép mà đầy đủ mà sâu hết là như thế này khó lắm anh. Có. Hồi Sài Gòn là chưa có đâu ạ. Người đúng ta chỉ rồi. Chia mảng ra bán là chính thôi. Đúng. Còn rồi. Vừa nuôi vừa bán này, vừa cải thiện gen này, rồi rõ ràng về gen thì không có. Không, nó đa dạng. Nãy anh đi vô, mặc dù nó rất là nhỏ thôi, nhưng mà nó cảm giác là nó đầy đủ. Đúng rồi, nhiều dòng lắm. Thỏa mãn. Cảm giác là mình đi mua vô đây mình thỏa mãn. Cái này là dương sĩ hay em? Không, cái này là rêu Taiwan đây. Rêu Taiwan. Em nói chung là chỉ có rêu ráy dương sĩ là với chầu là những dòng nuôi được mấy tép thôi. Em thì chơi theo kiểu tự nhiên á, là em cắt một cái bùi nhỏ sau đó nhét vô, mai mốt nó sẽ tự bung tán lên thành một cái hồ rất là lớn giống như hồ ngoài này. Hồ này thì đang nhiều người hỏi mua lắm này. Hồ này là hồ Forest Line. Đó là cái dạng tự nhiên em cũng trồng theo tự nhiên đó, là em không có tác động tới. Là em chỉ cho ăn với thả tép thôi.
Em nói nhiều người hỏi mua là mua cái hồ này á hả? Mua cái cụm riêu đó đó hả? Không, mua cả hồ luôn, cả tép cả hồ luôn. Thí dụ như nguyên cái hồ này thì nếu bán thì định giá bao nhiêu em? Nói chung là sa chi sản này á thì nó cũng khá là mắc, tại vì hồ này là xứ gen này kia cũng hạng cao á. Thì nó nhiều lắm, tại chắc còn trồng nhiều lắm nên em chưa có tính được, nhưng mà sơ sơ chắc tầm từ 3 cho tới 5 triệu thôi. Cũng không có gọi là căng quá. Tại vì nó bao gồm cả tép giống này kia nên nó sẽ mắc thôi, chứ còn rêu phụ kiện nó không có nhiều đâu anh. Rêu này thậm chí là những người nào mà có đặt những combo lớn đó là em tặng hẳn cho họ một bộ rêu luôn. Chứ em không có tính tiền. Quan trọng nhất là cái con tép mình nuôi nhiều năm, mình gắn bó với nó và mình lựa chọn nó là những con chân nó phun đỏ này, xứ nó trắng nó dày này. Đó là những cái giá trị thôi. Còn bán tép con thì vẫn bán mà, nhưng mà những con giống là những con em chọn lựa thì em sẽ muốn giữ nó lại. Cả giá trị tinh thần này, cả về đó. Nên này, thật ra mình hiểu nó thì mình mới biết nó đẹp như thế nào. Đôi khi những người mới người ta chưa biết đẹp như thế nào. Thí dụ như anh bây giờ mà này thí dụ thôi, anh thích quá thì anh lấy cái này về rồi anh nuôi là nó có đẻ không ta? Dạ có. Nó đẻ bình thường. Dạ đúng rồi. Nó đã thích nghi, nó quen rồi. Vô thì cứ làm theo những điều em chỉ đơn giản đồ này nọ, thứ dạ, là đẻ bình thường luôn. Dạ. Ok. Tại vì em là người Việt làm được thì mọi người cũng làm được. Và cũng em cũng sâu hết mà, chẳng có gì để giấu đâu. Đúng rồi. Tại vì kiến thức của em chia sẻ lên trước giờ là vậy. Em có muốn ai cũng nuôi được hết đấy, là chia sẻ dần ra. Lúc đấy là mình offline hay gì đó, như các bên hội cá, đó là cái em đang mong ước á. Tức là offline về hội tép này kia, anh em tới bản luận tại sao giống như em với anh nói chuyện đó. Đó kiểu vậy. Hay, anh em mình chung chí hướng á. Và anh đi quay nhiều cái lĩnh vực bét khác, anh em cũng chung chí hướng vậy. Nói chung thời bây giờ là phải chia sẻ. Đúng rồi. Thời trước á là biết được cái dấu ghê lắm, dấu dấu giếm không cho ai tới nhà hết trơn. Còn giờ là mình phải chia sẻ hết, chia sẻ mới phát triển được. Một cái bụi này từ một cái cây nhỏ mà lên cái bụi to vậy là khoảng bao lâu rồi? Mất khoảng tầm từ 3 cho tới 4 tháng này. Cũng lâu ha. Trước giờ thì chưa có hội nhóm nào tép mà đi offline đâu anh. Đúng rồi. Chưa bao giờ luôn. Ngày xưa có, nhưng mà hồi đấy là thời kỳ thịnh vượng nhất của tép là mấy anh lớn, nhưng mà giờ mấy anh nghỉ hết rồi. Tại vì mỗi người ta kiếm được cái đam mê riêng của mình. Giờ thì không có đâu. Giờ người ta kinh doanh là chính thôi. Cái này là những cái nền đất đổ vô hả? Dạ đúng rồi. Này là nền gì em? Nền onisen, cái này là chuyên cho Sulawesi. Tức là nó là nền trơ, nó tạo cái môi trường mà gần như cái nơi mà con tép sula sống nhất. Thì những cái nền này thì em mới sâu ở đây thôi. Còn những cái nền mà dành cho tép ong thì em không để ở đây được. Tại vì cái phòng lạnh á, nó ẩm, nó làm ướt cái nền. Là cái keo gia nhiệt nó sẽ bị hư. Là nó sẽ bị hư nền, là không có xài được. Nên ở đây thì em chỉ sâu một vài mã, hoặc là khách cần thì em mang ra. Chứ có nghĩa là mấy cái nền này là nó, nói chung là nó được chế tạo, chứ không phải là kiểu dạng khai thác đất hay đá suối hay gì. Đúng rồi. Cái này là có nhà sản xuất này, rồi của Sakura, đó là thương hiệu nổi tiếng từ Nhật đó. Đó là rồi ADA của Takashi Amano thì phải, em nhớ là vậy. Cũng là người mà sáng tác ra cái phong cách Iwagumi á. Đó là thủy sinh đó. Rất là nhiều thứ ha các bạn ha. Còn những cái này là để chăm cái gì em? Mấy cái đó là chai khoáng đó anh. Khoáng GH đó, bổ sung GH. Cái này của người Việt mình làm đó. Em xài mà. Nói chung tất cả các dòng khoáng dành cho tép màu á, thì em thấy cái dòng khoáng này của anh Phạm Tiến Học ở ngoài Lagi sao á. Em thấy là xài xong á là xứ tép rất là bóng, nó dày. Nó có cái độ dày mà nhìn nó bóng đã lắm. Nên mấy con tép em chụp hình lên nó cực kỳ đẹp. Đó nên em chỉ dừng lại cái này thôi. Còn những sản phẩm khác thì em không nói là dở. Nhưng mà em cảm thấy em hài lòng với xài cái này thấy ok đúng không? Tại vì bên em buôn bán là em xài cái gì ok em nhập em bán. Còn những người khác mà hãng chào hàng á, chưa chắc em đã nhập được. Có nghĩa là mình trải nghiệm cái nào mình thấy nó thật sự chất lượng ok là mình giới thiệu cho bạn bè anh em chơi. Dạ đúng rồi. Chứ không có gọi là thương mại quá. Cung cấp đầy đủ khoáng chất cần thiết cho tép, giúp tép hết hở cổ. Hở cổ là sao ta? Hở cổ là thiếu khoáng. Thiếu khoáng tức là cái dấu hiệu mà cái hồ của anh cái lượng khoáng không đủ cho nó hấp thụ vào vỏ thì cổ sẽ hở ra một khúc như này. Thì lúc đấy là mình phải châm khoáng liền. Đó là cái dấu hiệu ha. Vỏ dày bóng sáng màu, hạn sử dụng, hướng dẫn sử dụng 1 tuần. Có nghĩa là 1 tuần mình sẽ bổ sung.
Dạ không phải rồi. À, một tuần là tức là tùy thể trạng hồ anh thay nước á, tức là cái khoáng nó hòa tan trong nước này. Ừ. Anh thay ra thì cái lượng khoáng hòa tan ở đây nó mới đi ra ha. Ừ. Thì lúc đấy mình thay nước mới vào thì nó thiếu thì mình mới châm thôi. Ừ. Chứ không phải tuần nào cũng châm. Tức là em xài em không bao giờ em đi em xài theo công thức này. Ừ. Xin lỗi người sản xuất ra nhưng mà em là người nói chuyện bằng thông số hồ chứ em không nói chuyện bằng công thức này. Đúng rồi, đúng rồi. Không thì thật ra cái thông số hồ mới là chính xác chứ. Đúng rồi, chứ mình theo cái này mình chết. Cái này thì cái hướng dẫn sơ bộ thôi. Dạ đúng rồi. Còn mình chơi thì thực tế mình sẽ thấy. Dạ. Em ơi, trong này nó có những cái phụ kiện hồi nãy anh thấy có cái cục gì nó xây 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 ở đâu trên này nè, cái này là gì ta? À cái đó là cái lọc váng anh. Cái đó là cho hồ thủy sinh. Hồ này thì nó sẽ hút cái bề mặt váng ở bên trên đó cho cái mặt nước nhìn nó trong hơn. Nhưng mà anh nhìn cái mặt ngang này anh thấy cái nước này nó phù du nhiều, còn ở dưới này nó trong hơn. À tức là cái này là em có trộn CO2 vào nên nhìn nó sẽ có bọt khí ở đây. Đúng rồi, đúng rồi. Còn dưới này thì CO2 em để dạng sủi lên. À. Còn cái này em đánh tan ra để cho cây nó ăn dễ hơn, nó hấp thu dễ hơn. Mấy cái phụ kiện của bên tép thấy nó nhỏ nhỏ xinh xinh, nó thơm ha. Cái cây này cây gì em? À cái này là bu xếp á. Này cũng là phù hợp nuôi tép luôn. Hay là không đâu anh, cái này là thủy sinh rồi. Cái này sinh. Nuôi tép thì cũng được nhưng mà khó. Ồ, cá này cá gì cũng kiểu dạng lao kiến hả ta? Đúng rồi, cái này là auto đó. Đồng dòng này chuyên về ăn rêu. Nó ăn rêu nói chung là giỏi lắm. Ừ. Còn cái cây trầu, cái cây dưới này là cây gì vậy? Đó là cây trầu Iwazu 2009. À, là giống cái cây bên kia hả? Dạ đúng rồi. Cái cây này thì nó chuyên về hút nitrat. Ừ. Như em cũng bán những cái cây này, như chậu này là bao nhiêu tiền em? Dạ một chậu trung bình là từ 350 cho tới 400, 500, 600. Đó là tùy cái củ của nó càng to thì nó càng mất. À cái này nó dưới nó là cái củ hả? Dạ đúng rồi, đây cái củ để em chỉ cho. Đó, cái củ nó sẽ như thế này. Ồ. Ồ giống củ wasabi quá ta. Dạ. Củ này nó sẽ đẻ con ở cái góc dưới của nó. À. Ở đây vậy nó mất ở cái củ, còn mấy cây mà không có củ nó 350. À. Dạ. Quan trọng nhất là củ anh, cái bộ rễ là đánh giá lên sức khỏe của nó. Ừ. Còn lá không quan trọng anh. Lá không quan trọng. Đúng rồi, quan trọng nhất là củ. Lá thì nó sẽ phát triển tiếp đúng không? Đúng rồi, nó mọc nhanh lắm. Ủa còn cái này là cái dàn lọc của nó hả? Này dàn lọc với lại... Đúng rồi, cái này là lọc ngoài. Lọc ngoài. Cái này là dành cho hồ bu xếp. Tại vì cái cây này là cây khó chịu lắm anh. À. Tức nó yêu cầu phải cực kỳ ổn định nhá. Cả về dinh dưỡng này, hệ vi sinh này, cho tới đèn luôn. Nó yêu cầu cao lắm. Như đèn này cũng vậy này. À dạ. Đèn này thì cái gì ta? Max Spec. Đó cũng là dạng cao cấp để chơi bu xếp luôn. Là cái hồ này là em để dành em chơi. Đúng rồi, hồ này là em mới làm được hơn một tháng nay. À. Cái này là em chơi gì ta? Cũng chơi tép hả? Hay là chơi cả tép cả cá luôn anh. Cá tép luôn. Nó nhìn nó sinh động hơn, nhìn mấy con tép nó bò nhìn đã hơn. À. Chà, ngày xưa thì em chơi thủy sinh. À. Em bắt đầu từ thủy sinh chứ không có bắt đầu từ tép. À. Sau đó là mới mua mấy con tép đỏ về đó. Ừ. Xong bắt đầu là sang chơi tép luôn. Xong giờ mới bắt đầu có điều kiện mới quay lại đam mê. Bây giờ vừa thủy sinh kết hợp với tép luôn. Dạ đúng rồi. Anh ngày xưa cũng có hồ thủy sinh. Dạ. Mà chăm cực quá. Dạ đúng rồi, nó hơi cực. À, mỗi lần nó tỉa xong ấy nó bị xấu xuống, phải lên lại từ từ. Dạ. Này là cái vàng này em cũng chơi luôn hả? À, không, cái đó em bán đó. Bán là những cái cây để nuôi trong hồ. Dạ đúng rồi, để cho khách trang trí trong hồ tép á. Ừ. Mấy dạng cây mà giá rẻ thì cho khách người ta dễ tiếp cận. Ừ. Rẻ dễ sống đó. Đây là những cái vợt bắt tép nè các bạn. Nhỏ nhỏ xinh xinh ha. Vợt đó thì anh xài cái vợt tròn nó sẽ hay hơn. Ừ. Còn vợt anh xài cái vợt vuông đó, thì nó sẽ khó bắt lắm. Tức là vợt tép nó khác với vợt cá nha. Rồi cái vợt không biết. Đợi em chút. Đem lấy cái vợt ngoài này. Đây nè đúng không? Em nói cái tròn này đúng không? À đúng rồi, đây nè. Thì nó gọi là cái dạng vợt nano, tức là vợt siêu nhỏ. Ừ. Thì nó cái lưới của nó rất là cứng này. Ừ. Thì khi anh vợt con tép vào đó thì nó sẽ giữ định hình con tép ở trong này. Ừ. Nó không có bóp như kiểu mấy cái lưới bắt cá, nên con tép của anh nó không bị chóc xứ và nó sẽ rất là an toàn. Ừ. Đây chẳng hạn như em vợt cho anh coi ha. Đây nó rất là nhẹ này. Ừ. Đó. Nó rất là nhẹ, nó vớt tép thì nó sẽ dễ hơn đây này. Ừ. À. Một bé vào này, nó cứ nằm trong này thôi, nó không có bị bóp lại. Ờ. Đó.
Đây thì nó đồ này xài hàng đó ha. Đúng rồi, một cái vợt này nói chung là xài rất là bền, anh nó không có hư được. Và giá thì nó chỉ có 75.000 thôi. Đây em cho anh coi cái vợt em xài tầm hơn 3 năm rồi. Cái vợt này chắc đời đầu quá. Đời đầu luôn rồi. Là vẫn xài nó để bán tới giờ nè. Vẫn nói chung là cái này vợt vẫn ngon nhá. Đó, nó bền lắm. Nó không có bị hư nổi đâu. Bền mà nó còn có duyên nữa, nó vớt ba cá 3 năm nay. Giờ vẫn còn vớt. Nói chung xài ngon lắm. Định hình con tép ở trong này, mình có thể chụp hình luôn hoặc coi kỹ hơn. Mấy cái chậu đất nung này bỏ trong cái hồ nước thì nó cũng có một cái công năng của nó đúng không em? Gốm thì thực sự ra thì nó cũng là một cái bề mặt tiếp xúc. Một là nếu mà nhiều thì nó có thể là nơi ở của vi sinh. Còn những cái chậu gốm này hồi trước là em có cái bụi liễu. Em để dạng như kiểu là bị đổ á. Em để cho tự nhiên nhưng mà khách bứng cái đó mang về. Ồ có cá là cái gì con tép lẩu Thái nữa, sao có tên đọc với người ta? À cái tên này là do bên em đặt ha. Tức là nó là nhiều dòng tép lạnh trộn với nhau. Tức là bao gồm tép đực này hoặc là những con tép mà xấu á, nó sẽ lọc cho bên đó. Để cho những người mà nuôi tép màu á, người ta gọi là gì ta trải nghiệm được, người ta chạm được tới nó. Với trong vòng cái giá từ 20.000 là bằng con tép màu á. Nó có nhiều dòng trong đó cho khách lựa chọn. Người ta trải nghiệm coi là người ta có muốn chơi hay không. Và thực sự thích nó hay không, sau đó người ta sẽ đầu tư sang bên này. Hình như cái này á, gọi là lẩu Thái nhưng mà mình gọi là tả bí lù. Những thứ trong này. Cái này nói chung là này để cho những người lần đầu trải nghiệm. Dạ đúng rồi, giá nó mềm mềm. Đủ thứ dòng rồi về người ta coi coi người ta thích cái nào về thôi. Dạ đúng rồi. Hay quá hàng chi. Nói mà sao có tên lẩu Thái nghe ấn tượng quá. Nó là bên em sáng lập đó. Bây giờ em thấy nhiều số cũng bán theo vậy được đó. Bắt đầu. Cái này là do em nghĩ ra luôn. Dạ đúng rồi. Hay quá. Thì em luôn muốn đổi mới á. Nói chung là dạng như kiểu là mình muốn làm cái gì nó mới mẻ này, rồi tiện cho khách hàng đó. Đó là cái em hướng tới. Hay quá. Rồi khi mình bắt cá là bắt bỏ vô đây. Dạ đúng rồi. Cái này là để bắt cá coi rồi. Đếm số lượng hay gì đó người ta quan sát ở ngoài luôn. Thì nó dễ. Này là em che lại là em sợ con tép nó bắn ra ngoài hay sao ta? Hay là dạ, tức là cái này cũng là em design luôn. Nói chung là nó là chắn ánh sáng là cái thứ nhất, tại vì mỗi khi em ngồi em làm việc ở đây thì cái ánh sáng nó sẽ rọi xuống này. Nó chói mắt ha. Nó chói mắt. Cái thứ hai nữa là trẻ em á, khi mà khách hàng vào người ta không có thọc tay vô người ta lấy được. Tại vì hồ tép là cực kỳ tối kỵ là thọc tay vào. Đúng rồi. Tại vì không biết tay mình có cái gì hết. Đúng rồi. Nên em sẽ làm hết như thế này. Cái thứ hai nhìn cái không gian nó sẽ nhìn nó chuyên nghiệp hơn. Với lại ánh sáng nó không, sẽ không bị khuếch tán lung tung. Nó sẽ tập trung vô đây thôi, nhìn nó sẽ đẹp hơn. Thì em cũng là người mà sáng lập ra cái cách như thế này. Okay. Bây giờ cũng nhiều cửa hàng nó làm theo. Nghĩa là có rất là nhiều tâm tư ở đây. Có rất là đổ rất là nhiều tâm tư về chất xám ở đây. Giống như này nãy mình thấy có cái vợt này rồi mình thấy cái lẩu Thái nó giống đi ăn lẩu các bạn. Đi ăn lẩu muốn trụ lên rất là ok. Còn ở trên đây là những cái đồ để em chơi nghiên cứu hả? Dạ, trên này cũng là phụ kiện luôn anh. Tức là có bao gồm chủ yếu là lọc là chính thôi. Lọc mà sủi này kia. Còn mấy cái chai phân nước này là em để trên này á, là để em châm cây cối rêu ráy. Tức là em muốn ấp cái nào đẹp ok thì em sẽ lấy cái này là nguồn dinh dưỡng để em đẩy vào bên trong cây. Tức là đều làm sao để cho cái hồ đẹp nhất á. Cái hay nhất là anh thấy cái hay nhất á, của anh em mà làm này nọ là phát triển từ cái người chơi lên. Từ người chơi lên thì sẽ gọi là có nhiều cái trải nghiệm, nhiều cái câu hỏi đặt ra. Và sẽ thấu hiểu cái người newbie hơn. Tại vì mình cũng đi ra từ đó mà. Cho nên là sẽ đánh đúng cái nhu cầu. Mấy cái này là cái gì vậy? Cái đó là để chống lên á, chẳng hạn như là khách muốn lựa tép hồ này. Chống hồ lên. Cái này cũng tự chế luôn. Là cũng tự nghĩ ra. Quá nhiều sáng chế đây. Người ta sẽ vớt này không có bị đụng độc. Xong là có thể xuống nhìn nó sẽ gọn hơn. Có quá nhiều sáng chế. Anh thấy đây nó có mấy khúc cây này thì nó có công năng gì không em? Cái đó là lũa xương rồng. Là từ Nam Mỹ luôn anh ha. Rồi, từ Nam Mỹ dập về không à? Đúng rồi, là không ở đâu có đâu.
là chỉ có Nam Mỹ thôi. Và nó là dạng như là gỗ lũa, thì gỗ lũa nào cũng vậy thôi, khi mà nó tạo ra, nó mủn ra thì nó chính là cái hàm lượng fulvic và humic, nhưng chẳng qua là ít hay nhiều. Và cái này cũng là chính là thức ăn của con tép nha. Thì mai mốt anh xài lâu á thì nó sẽ ăn sạch sẽ cái này luôn á. Nó gặm mòn từ từ, mòn từ từ, nó sẽ đây, cung cấp chất xơ. Đây các bạn, ăn còn có chút xíu à. Này con tép đang bù ăn luôn rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Nó đang bù ăn luôn rồi đó. Nó cũng cung cấp tannin luôn. Hay quá. Một khúc này là bao nhiêu em? Một khúc đó thì là 40 à. 40. Khúc nhỏ là 40, khúc lớn thì 60. Em này là lũa xương rồng hả? Là từ cây xương rồng ra? Đúng rồi, gọi là chola cactus. À, cactus gì á? Đúng rồi, đó là từ cây thân cây xương rồng ra. À, cũng ở đây cũng còn rất là nhiều cái phụ kiện nè. À, mấy cái này thì là hàng hàng nhập trực tiếp luôn. Đúng rồi, nó là vừa Trung này, vừa người Việt mình có đủ hết. À, thì đó là của Trung Quốc này. À, Trung Quốc. Cái đó là rau chân vịt đó. À, rau chân vịt thì sẽ rất tốt cho tép bầu. Tức là nó sẽ đánh vào những con nào đang ôm trứng, là không tránh cái tình trạng bị sảy thai. Tép bầu á, đang có bầu á các bạn. Đúng rồi, là đánh về mấy con bina đó, mấy cái dòng bina đó. Còn cái này là cái gì em? Cái đó là keo dán rêu ấy. À, keo dán rêu. Nhưng mà cái đó thì xài cho hộ tép thì không ổn đâu. Tại vì anh dán mà anh thả vào á, tép nó ăn vô nó sẽ bị đông cứng cái ruột nó lại, nó chết. Thì cái đấy thì em không khuyến khích. Này là những cái lọc. Cái đó là cái bị tép á. Cái này đúng không? Tép con nó không có lọt vào. À, đây là những cái dụng cụ đo ha. Đúng rồi, cái đó là đo nhiệt kế nha. Nhiệt kế đo được độ nước. Cái đó là bút đo TDS đó. TDS là mấy cái thông số hồi nãy trên của từng dòng tép á. Dạ đúng rồi ạ. Đầy đủ phụ kiện cho anh em tìm hiểu. Đây là đồ chơi của tép. Nó bò ra bò vô hả? Đúng rồi, nó trang trí cho người mình chơi thôi, chứ tép không có chơi. À, có nghĩa mình nhìn thấy nó đẹp. Dạ đúng rồi. Còn mấy này em? Cái đó là cái cốc trồng cây ấy. À, tức là mình muốn trồng một cái cây vào trong cái chậu đó thì cho nó gọn hơn á, thì mình có thể trồng một cái đó. Cái đó có thể treo được lên nữa. Nó có hụt hít đó. Này giống quả thông vậy. Đúng rồi, nó là dòng họ nhà thông á, nó cũng từ Nam Mỹ luôn anh. Đồ từ Nam Mỹ đâu ha. Dạ đúng rồi. Đồ Mỹ thì em thấy nhiều cái phụ kiện hay lắm. Cái này công năng nó là gì? Thì nó cũng giống như lá ổi luôn anh. À, y chang luôn. Coi như là cân bằng pH. Dạ không phải, tức là nó sẽ bổ sung chất xơ này. Rồi tannin, fulvic, đa loại kiểu vậy. Mấy đó. Còn mấy cục này là mấy cục khoáng hả? Đúng rồi, cái đó là đá khoáng của Nhật Bản đó. Đá khoáng Nhật tức Bản. Là nó sẽ hấp thụ nitrit với nitrat. Để giảm cái độc nồng độ độc tố này kia trong nước đó. Rất là nhiều đồ phụ kiện đi kèm các bạn. Thì các bạn muốn tìm hiểu thì cứ qua shop. Có thể không, thời buổi giờ có nhắn tin cũng được, cần khỏi cần qua. Dạ đúng rồi. Nhắn tin trò chuyện ship rồi là ok. Khoáng Sula. Đúng rồi. Cái đó là muối, tức là khoáng. Thay vì anh mua những cái chai mà người ta đã hòa tan đều ra như thế này rồi. À, thì mình, cái này nó khác thì cái là mình tự pha thôi. Tức là mình sẽ lắc đều nó lên. Mình cho vô cái chai mình lắc đều lên. Sau đó là khi nào nước có trong thì mình sẽ châm vô hồ. À, cái đây đó hả? Thì em thường làm bằng như thế này. Khi nào nước có lắng xuống này, thì cái này nó cũng giống như cái nước em đang bán. Đó là mình đổ cái này vô để mình đo cái nào đủ thì thôi. Cái phần còn dư thì nó lắng xuống đây. Đúng rồi. Xong rồi khi nào xài hết đổ châm nước thêm. Xong bắt đầu lắc tiếp là cái lắc đều như thế này. Đó, xong bắt đầu là đợi nó lắng xuống là mình xài tiếp. Ok. Đó là cách pha khoáng đó. Còn cái này nữa em, công nhận nhiều đồ. Cái đó là khoáng Nutrafin của Canada, của Mỹ luôn á. Là chuyên dành cho tép ong. Thì em chiết lẻ là từ can 2 lít ra. À, đây một can của nó sẽ như thế này. Nhiều quá thì anh em xài hơi đuối đúng không? Dạ. Chiết nhỏ ra. À, là bao nhiêu năm nay là tép ong là em xài cái này đó. Sứ đẹp hay không là cũng do phần này. Là em dừng lại sản phẩm này. Và chiết lẻ ra mấy cái chai nhỏ cho khách người ta dễ tiếp cận. Còn can lớn này thì không ai mua đâu. Tại vì nó nhiều quá. Nhiều quá. Tại khoáng thì khi nào mình thay nước mình mới xài thôi. Cây cối tép tiếp. Quá là đẹp. Này là bán giá này giờ còn áp dụng không em? Không, bán giá đó là cách đây một năm mấy gần 2 năm. Cũ rồi, giờ nó lên giá đỉnh rồi.
Dạ không ạ, à, giờ nó cũng như vậy thôi, nhưng mà tùy từng dòng em bỏ bớt đó. À. Có những dòng cao bây giờ nó bị rớt giá rồi thì không có còn hiệu lực như bây giờ nữa. Hồi nãy anh thấy đóng tép đi là cũng bơm oxy hả? Dạ đúng ạ. Bơm oxy dạng hòa tan đấy nhá. Ừ. Tức là mình lấy từ chính cái máy sủi của mình nhá. Ừ. Cái này cũng tự chế rồi. Tự chế rồi. Ra đây. Thì nó có cái van oxy ở đây. Thì khi mà anh xài thì anh xả ra. À. Thì nó sẽ bơm đầy căng cái đó lên. Thì mình có thể đóng được liên tầm 2 ngày. Ừ. 2 ngày. Dạ đúng rồi. Tép khỏe rồi á mà mình đóng chuẩn nữa là bao sân luôn, là đi hết luôn. Tại vì bên em á là ship tỉnh á, là bên em sẽ bảo hành tới tay cho khách hàng luôn. Ừ. Tức là anh nhận tép đi, sau đó anh bảo hộ đi là ok. Còn từ đó về sau thì bên em không có bảo hành được nữa. Tức là bên em bao sống cho khách tới tay luôn. Ừ. Nói chung là ngày xưa thì em đóng thì những đơn đầu bì thôi, nhưng về sau giờ đóng chuyên nó đóng quen rồi. Biết hết à, biết hết mấy cái khó nào. Dạ đúng rồi, trừ khi không? Là cái bịch mà người ta đâm lủng thôi, còn lại là không bao giờ chết được. Nhưng mà cái trong quá trình vận chuyển mà nóng quá có ảnh hưởng không ạ? À, tức là trong một cái thùng xốp đó là em sẽ để một cái cục đá bên trong. À, có đá khô đấy. Đúng rồi, đá khô đó. Ừ. Là nó sẽ là cái giữ nhiệt ở trong đó. Ok. Chung của bên em là tỉnh nào cũng có hết rồi. Ở đa số Việt Nam từ Đà Nẵng vào là tỉnh nào cũng có. Ừ. Tỉnh nào cũng ship hết rồi. Quá hay. Ok các bạn. À, để mình đang cái góc đó còn chỗ nào để mình hỏi luôn một lần để cho anh em chơi thoải mái. Nhưng mà mình thấy rất là gọn các bạn, ở đây rất là nhiều dòng tép. À, nhưng mà rất là gọn gàng ha. Và mát mẻ, thoải mái. Ở đây thì không gian nó hơi nhỏ. Không, anh nghĩ nó cô động vậy nó hay ha. Đôi khi bự quá nó loãng. Dạ đúng rồi, đây thì nó tập trung hơn. Tức là mình dễ nói chuyện này kia hơn rồi. Nhìn qua này, nhìn qua kia rồi nó gọn. Rồi, ok. Phải nói là hôm nay rất là vui luôn, rất là thú vị luôn. Được gặp Duy và được nghe Duy chia sẻ về cái đam mê của mình, cũng như là chia sẻ tất cả những cái hiểu biết, những cái kiến thức mà trong suốt cái thời gian qua, cũng cả chục năm ha. Cả chục năm chơi cũng có trả giá chứ. Chết nhiều lắm anh. Chết nhiều lắm, trả giá rồi rút kinh nghiệm. Cho nên là xuất phát từ newbie thì giờ ra bắt đầu muốn chia sẻ cái đam mê này với mọi người. Cho nên là Duy không có ngại chia sẻ gì cả. Anh em nào muốn tìm hiểu thì cứ inbox nhắn tin, hoặc là có thể tới trực tiếp ở đây giống như mình ngày hôm nay, đặt câu hỏi và chia, nói chung là trao đổi với nhau những cái điều hay ho mà chúng ta thu thập được. Cảm ơn em rất là nhiều hôm nay đón tiếp anh, cho anh quay một cái clip để giới thiệu tới mọi người về cái thú chơi này. Phải nói là nó rất là hay, rất là đẹp các bạn. Và đặc biệt tép này là dành cho các bạn phải tỉ mỉ chút xíu. Tại vì nó rất là nhạy cảm, chỉ cần một chút xíu thay đổi về những cái chỉ số, về pH, về TDS, GH, đồ này nọ, các thứ, nhiệt độ, các thứ, thì là sẽ ảnh hưởng tới cái sức khỏe của bé nó ha. Rất là nhiều cái điều thú vị. Những con tép rất là đẹp, rất là xinh luôn. Rất là hay, cảm ơn em rất là nhiều. Chúc mọi người xem clip vui vẻ ha. Và có thể thu thập thêm những cái kiến thức, cũng như là cái động lực nào đó cho mình. Bye bye.